Có phải là thường chúng ví dụ như mà bố mẹ mình không giàu ấy, thì bố mẹ mình hay nói là ôi tiền nong quan trọng gì con, quan trọng là tình cảm. Ôi, cứ về làm sao mà gia đình yêu thương nhau rồi là quan tâm đến chăm lo cho con cái. Có phải là bố mẹ chúng ta hay nói với chúng ta thế không? Đấy, nhưng mà người giàu người ta nói khác. Tiếp này chúng ta sẽ học tiếp theo cái phần tiếp theo về bộ não nữa là phần ý thức và tiềm thức. Thì ý thức là gì? Ý thức là những cái thứ mà chúng ta hay phải suy nghĩ. Còn tiềm thức nó giống như là những thứ mà đã được cài đặt rồi, đã được công thức hóa rồi. Chúng ta không cần phải nghĩ nhiều nó nữa. Ví dụ như này, bây giờ các bạn ăn cơm, các bạn có phải nghĩ là mình đang nhai hàm bên nào không? Đang phải đảo thức ăn từ hàng trái sang hàng phải không? Hoặc là lấy lưỡi để đưa thức ăn vào răng để cho nó nhai được không? Nhai xong bao nhiêu lâu thì nuốt, các bạn có phải nghĩ cái việc đấy không? Thì không, đúng không? Thì cái việc đấy là tiềm thức nó xử lý. Rồi hoặc là ví dụ như này, các bạn đi đường ấy. Bình thường ví dụ các bạn đi đường từ nhà tới công ty chẳng hạn. Thì có phải là cái ngày đầu khi mà chúng ta mới đi, mới lần đầu tới công ty thì chúng ta còn phải nghĩ là đoạn này là đoạn rẽ phải hay rẽ trái, đoạn này là đi thẳng hay là rẽ, đúng không? Là chúng ta phải tư duy, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta đi nhiều rồi thì chúng ta không cần nghĩ là đoạn này chúng ta phải rẽ phải hay rẽ trái nữa, rồi cứ thế là chúng ta đi về nhà thôi. Mặc dù là chúng ta có thể vừa đi vừa gọi điện, vừa đi vừa nghĩ cái chuyện khác, nhưng mà chúng ta vẫn biết là vẫn tự động đến cái đoạn nào là rẽ. Thì đấy nó chính là phần phần tiềm thức. Còn phần ý thức là chúng ta cứ phải suy nghĩ liên tục. Thì các bạn tưởng là các bạn nghĩ nhiều nhưng mà thực ra chúng ta nghĩ không nhiều. Bởi vì bộ não của chúng ta rất hay. Não não này cực kỳ xịn nhá. Là nó được thiết kế ra để nó sử dụng cái năng lượng ít nhất. Cho nên là tất cả những cái gì mà các bạn làm sau một thời gian ấy, nó sẽ quy thành khuôn mẫu hết, thành công thức hết để cứ thế nó xử lý thôi. Nên bộ não của chúng ta sẽ công thức hóa mọi thứ. Mọi cái phản ứng trong cuộc sống chúng ta đều được công thức hóa. Cái việc gì mà làm nhiều thì nó công thức hết để nó đỡ phải nghĩ. Bởi vì nghĩ là nó tốn thời gian, còn đưa vào tiềm thức cứ thế xử lý thì nó đỡ tốn thời gian, đỡ tốn năng lượng hơn. Đấy nên là mọi thứ xung quanh chúng ta là khuôn mẫu. Nên là nó mới hình thành những cái khuôn mẫu xử lý, hình thành những cái người ta gọi là khuôn mẫu sống, hình thành những cái người ta gọi là triết lý. Thì biết cái điều này để làm gì? Bởi vì nhiều khi chúng ta rơi vào những cái khuôn mẫu tốt và khuôn mẫu xấu. Có khuôn mẫu tốt thì rất là tuyệt vời rồi, nhưng mà nhiều khi chúng ta rơi vào những cái khuôn mẫu xấu mà chúng ta không biết nó là khuôn mẫu, không biết là bộ não đã được công thức hóa cái điều xấu đấy trở thành một cái phần con người của chúng ta. Ví dụ như này, ví dụ các bạn là buổi sáng các bạn phải chấm công lúc 8 giờ. Thì thường là chúng ta lúc 8 giờ kém 5 là chúng ta sẽ có mặt để chúng ta chấm công, đúng không? Nhưng mà các bạn để ý thấy nhé. Giả sử như hôm nay mình có dậy rất là sớm, mình dậy từ 6 giờ đi, mình dậy từ 5 giờ đi, mình rất là nhiều thời gian. Đấy, mình nghỉ ngơi, mình uống cà phê, mình chạy bộ, mình có thể đến công ty sớm hơn. Nhưng bằng một cái lý do nào đấy, mình vẫn đến công ty đúng cái giờ mọi khi. Các bạn có thấy điều đấy không? Đấy thì nó là bị khuôn mẫu đấy các bạn. Nó là khuôn mẫu. Ngày xưa Đức có một bạn là giám đốc kinh doanh ấy, nó là con gái nữa, nó chuyên ra đi muộn, cứ họp công ty đầu tuần là 9 giờ thì kiểu gì nó cũng phải 9 giờ 5, 9 giờ 10 nó mới đến, mà hôm nào nó cũng chỉ muộn bằng đấy thời gian thôi, nó không muộn hơn. Thế mình mới bảo là bây giờ ấy, là nếu mà cứ em cứ đến 1 phút là phạt 100, cứ đến muộn 1 phút là phạt 100 nghìn, thì nó cũng vẫn đến muộn. Nó cố đến sớm nhưng mà cuối cùng nó vẫn đến muộn. Sau đấy mình lại bảo là thôi bây giờ quy định cho em là 9 giờ họp nhưng mà 8 giờ 45 em phải có mặt. Nếu mà em đến muộn hơn 8 giờ 45 thì em cũng bị phạt. Thì cuối cùng các bạn biết nó xuất hiện lúc mấy giờ không? Nó cũng lại xuất hiện lúc 8 giờ 50, 8 giờ 55 nó mới có mặt. Nó luôn muộn khoảng 5 phút, 10 phút. Và xong đấy nó đủ các lý do, nào là em kẹt xe, nào hôm qua em đau bụng, nào là em tắc đường, nào là em chờ thang máy, nào là em không tìm được chỗ để xe, vân vân các kiểu. Nhưng mà tóm lại nó sẽ đến muộn 5-10 phút. Thì đấy, chúng ta hiểu là mọi mọi cái hành động của chúng ta ấy, nó sẽ bị bộ não mình nó công thức hóa. Các bạn sẽ gặp những con người trong cuộc đời này, người ta luôn luôn đến trễ. Có dặn đến sớm, có dặn đúng giờ thì nó cũng vẫn cứ đến trễ thôi. Và bằng một cái cách nào đấy nó luôn trễ khoảng 5 phút, 10 phút. Nó trễ đúng cái thời gian đấy thôi. Nó cũng không muộn hơn nhiều. Các bạn thấy điều đấy không? Hay là có một cái khuôn mẫu bi kịch. Khuôn mẫu bi kịch là suốt ngày mình gặp nó, mình thấy nó đang ở trong một cái trạng thái bi kịch nào đấy,
lúc thì là nó vừa bị mất việc, lúc thì nó vừa bị mất đồ, lúc thì nó bị ai đó làm hại, ai đó nói xấu, vân vân, lúc nào nó trong cái trạng thái nó bi kịch. Hoặc có những người khuôn mẫu tai nạn, một năm nó phải ngã, nó phải quẹt xe, nó phải va vấp khoảng hơn chục lần ấy. Bình thường mình có những bạn thì cả năm đi chả bao giờ vấp, chả bao giờ đâm quẹt vào ai, chả bao giờ 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 ngã, nhưng mà có những người ấy, là có khi tuần này ngã tuần sau lại va quẹt bình thường. Thì đấy, nó có khuôn mẫu tai nạn hoặc là có khuôn mẫu bệnh hoạn, hay bệnh hay ốm, lúc nào gặp nó cũng trong cái tình trạng là nó đang ốm đau, nó đang không bệnh nọ thì nó bệnh kia, lúc nào cũng trong cái trạng thái ốm. Hoặc là có khuôn mẫu lộn xộn, các bạn có dính khuôn mẫu này không, có quen ai có cái khuôn mẫu này không? Tức là lúc nào nó cũng bừa bộn mọi thứ, nó bừa từ nhà, nó bừa đến công ty, nó bừa đến văn phòng làm việc, nó bừa đến trong cả cái máy tính của nó, rồi các thư mục nó cứ xếp tràn lan ra màn hình. Thì đấy, khuôn mẫu lộn xộn. Hoặc là có khuôn mẫu mất tiền, các bạn cứ để ý nhé, giả sử như là mình quen với cái việc là để trong ví 1 triệu, bây giờ chẳng may bằng một cái cách nào đó bạn được thưởng thêm 10 triệu, bạn có lương thêm 10 triệu, hoặc là bạn trúng cái mánh gì đấy nó thêm 10 triệu, thì bằng một cách nào đó bạn sẽ tiêu hết đi, để cuối cùng ở trong ví nó chỉ còn loanh quanh tầm khoảng 1 triệu. Các bạn cứ để ý mà xem, nếu như mà trong ví mình thường là chỉ có 1 triệu thì kể cả bạn có nhét thêm nhiều tiền vào đấy rồi bạn cũng tiêu hết để nó về còn 1 triệu. Hoặc là khuôn mẫu nhảy việc, có những người ấy, là cứ tầm khoảng 6 tháng đến 1 năm là nhảy việc một lần, nhảy việc tầm khoảng 5-10 năm nay rồi, là cứ làm chỗ nào cũng 6 tháng 1 năm là nhảy, người ta quen với cái việc đấy rồi, nó trở thành một cái khuôn mẫu xấu mà chính bản thân họ không nhận ra. Xong họ đổ lỗi cho rất nhiều thứ, đổ lỗi cho thị trường, đổ lỗi cho đồng nghiệp, đổ lỗi cho sếp, đổ lỗi cho công việc không phù hợp. Thì đấy, có rất là nhiều các cái khuôn mẫu mà chúng ta rất dễ mắc phải. Ở đây có ai xem phim Nhà Bà Nữ của anh Trấn Thành không? Xem phim đấy thì các bạn sẽ hiểu được là cái việc chúng ta bị khuôn mẫu hóa nó kinh khủng như nào. Tôi kể lại sơ sơ để các bạn nắm được. Tức là cái phim đấy nó kể về một cái gia đình có 3 thế hệ sống chung với nhau, là con gái, mẹ và bà. Thì cả ba cái người đấy đều là bỏ chồng. Thì là bà đối xử với ông cũng không tốt, ông bỏ đi. Sau này cái người mẹ, người ta học cái cách mẹ mình đối xử với chồng ấy, xong bà cũng đối xử với chồng bà đúng như thế. Thì cuối cùng ông bố cũng bỏ đi. Xong đến người con, có người yêu, người con nhìn thấy cái cách mẹ mình cư xử với bố mình ngày xưa, nó bị in hằn vào trong tâm trí. Xong đến lúc bạn ấy cũng cư xử với người yêu nó đúng như thế luôn. Và cuối cùng là gia đình cả 3 thế hệ là đều bỏ chồng. Thì cái này nó vô cùng nguy hiểm đấy các bạn. Những cái khuôn mẫu xung quanh của chúng ta nó vô cùng nguy hiểm, nó sẽ rơi vào tiềm thức của chúng ta và chúng ta sẽ hành động đúng như thế luôn. Chia sẻ với các bạn một điều như này, những bạn nào mà đang sống trong gia đình của chúng ta mà không khá giả ấy, thì các bạn cẩn thận là chúng ta sẽ được gieo vào đầu những cái khuôn mẫu không giàu có đâu. Đức cũng sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ mình không phải là người giàu, là công chức bình thường thôi, buôn bán kinh doanh nhỏ thôi, không phải là người giàu. Ngày xưa thì mẹ Đức nói với Đức ấy, là những cái hàng hóa mà quảng cáo ở trên TV là không bán được thì mới quảng cáo, toàn đồ đẻo, đồ đẻo không bán được mới mang lên TV quảng cáo. Thì hồi xưa bé mình tin thế đấy các bạn, thì cứ nghĩ là đồ quảng cáo trên TV toàn đồ đẻo hết. Sau này lớn đi học mới hiểu là những cái ông mà có tiền quảng cáo trên TV là ông giàu dã man luôn, sản phẩm xịn lắm người ta mới có tiền, mới có chi phí, mới đủ tốt để người ta dám marketing, dám quảng cáo mạnh mạnh như thế. Đấy, thì mình mà sinh ra trong gia đình không giàu ấy, là mình sẽ được thừa hưởng những cái tư duy nó không giàu. Nên là các bạn cẩn thận với những cái tư duy đấy. Có phải là thường chúng, ví dụ như là bố mẹ mình không giàu ấy, thì bố mẹ mình hay nói là ôi tiền nong quan trọng gì con, quan trọng là tình cảm. Cứ về làm sao mà gia đình yêu thương nhau, rồi là quan tâm đến chăm lo cho con cái. Có phải là bố mẹ chúng ta hay nói với chúng ta thế không? Đấy, nhưng mà người giàu người ta nói khác. Người giàu người ta bảo là tình cảm quan trọng nhưng mà tiền cũng quan trọng con ạ. Mọi vấn đề trong cuộc sống nếu như mà nó không có tiền ấy, thì nó sẽ rất là ảnh hưởng đến hạnh phúc. Đấy, cái người nào mà bảo mình là tiền không quan trọng ấy, thì vấn đề quan trọng nhất của họ là không có tiền. Đúng các bạn? Thì đấy, các bạn để ý nhá. Để ý những cái khuôn mẫu xung quanh chúng ta ấy. Cẩn thận đấy nhá. Cho nếu như mà các bạn muốn trở thành người thành công, thành đạt, trở thành người hạnh phúc ấy, thì mình phải tìm đến những cái người hạnh phúc. Muốn kiếm được nhiều tiền ấy, thì phải tìm đến những cái ông mà có tư duy về kiếm tiền. Ông ấy dạy cho mình những cái khuôn mẫu để mình kiếm tiền. Đấy, còn nếu mà chúng ta không hiểu cái điều đấy, chúng ta học những cái khuôn mẫu nó không giàu,
thì chúng ta không kiếm được tiền đâu. Thì có một câu chuyện như này các bạn. Trong Thế chiến thứ hai ấy, thì bên phe đồng minh họ nghiên cứu ở trên những cái máy bay khi mà đã bị địch bắn trúng vào trở về căn cứ ấy, thì họ phát hiện ra một điều rằng là có những chỗ bị trúng đạn rất nhiều. Thì họ mới đề nghị là bây giờ gia cố thêm ở những cái vị trí trúng đạn đấy, gia cố thêm bằng 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 vật liệu tốt hơn nữa ở những cái chỗ trúng đạn đấy. Thì xong rồi có một ông nhà toán học, ông ấy phát hiện ra rằng ấy là chúng ta đang bị tư duy sai. Bởi vì sao? Bởi vì những cái máy bay còn trở về căn cứ ấy, thì những cái vị trí trúng đạn đấy nó không thực sự nguy hiểm. Còn chính cái vị trí mà không bị trúng đạn ấy mới là những cái vị trí chúng ta cần gia cố. Bởi vì những cái máy bay mà bị trúng đạn ở những cái vị trí đấy nó đã không thể trở về được nữa rồi, nó đã rụng ngay rồi. Đấy thì cái câu chuyện này muốn nói lên điều gì? Đây nó gọi là cái thiên kiến kẻ tồn tại. Tức là người ta chỉ nghiên cứu những cái thứ mà nó tồn tại thôi, người ta chỉ để ý những cái thứ tồn tại thôi, người ta phân tích những thứ tồn tại thôi, mà người ta quên mất là người ta không nhìn vào những cái thứ nó không còn tồn tại nữa để phân tích. À, cái này nó giống như cái việc là họ hay phân tích tư duy của người giàu, họ hay phân tích thói quen của người giàu, hoặc là họ phân tích những cái thói quen của những cái công ty mà phát triển, nhưng họ quên mất một điều rằng những cái người nghèo ấy, những cái công ty phá sản ấy, họ cũng có những cái đặc điểm đó. Thế thì ngoài cái việc là chúng ta nghiên cứu những cái điểm tốt ra, chúng ta học những cái khuôn mẫu tốt ra, chúng ta rèn luyện, chúng ta tích góp những cái thói quen tốt ra, thì chúng ta còn phải tập trung vào cái lý do tại sao mình nghèo nữa, tại sao các công ty kia phá sản nữa, thì nó chính là những cái khuôn mẫu xấu. Nhưng ngày mai chúng ta học để chúng ta biết khi nào mình đang rơi vào khuôn mẫu xấu, và chúng ta nhìn nhận đánh giá bản thân mình xem mình đang có rơi vào khuôn mẫu xấu không, để sửa sửa được thì mình sẽ tốt hơn, sẽ có cơ hội để phát triển hơn, chứ không phải chỉ đơn giản là chỉ đi học những cái kiến thức, cái kỹ năng làm giàu nhá. Thì đấy nó mới chính là cái lý do chúng ta cần học để phát triển bản thân. Cho nên là nhiều người cứ đi học làm giàu ấy, đi học kinh doanh ấy, mà học xong rồi về làm vẫn thất bại, học xong rồi về làm không có kết quả. Mà có khi là chính vì chúng ta đi học cho nên về là chúng ta thất bại nhanh hơn, là bởi vì chúng ta không nhìn ra được những cái điểm yếu của mình. Người ta phải sửa cả điểm yếu và cộng thêm là mình học thêm những cái điểm mạnh nữa thì mình mới phát triển toàn diện. Các bạn nhớ điều này nhé, luôn để ý để cải thiện cả hai nhé, học cả điều tốt và cải thiện bản thân mình. Cho nên người ta mới nói là phát triển bản thân quan trọng hơn phát triển kinh doanh, và phát triển bản thân trước khi phát triển kinh doanh. Thì con người chúng ta mà mình có lớn thì mình mới có thể chứa đựng được được tiền bạc, mình mà có lớn thì mình mới chứa đựng được người khác. Tư duy mình mà có lớn, ước mơ mình mà có lớn thì mình mới chứa đựng được ước mơ người khác. Cho nên là học cái cách phát triển bản thân mình trước nha. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.